và để liên tục chương trình văn nghệ thì Giáo Ngọc Quỳnh xin mến cả đến với lớp trích đoạn được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Thì Thanh Hằng cũng sẽ hát cùng với lại MC mà rất là dễ thương, nghệ sĩ là Chiêu Thanh. Nghệ sĩ Chiêu Thanh. Alo. Thanh Hằng sẽ gửi tặng đến cùng quý bà con cô bác một trích đoạn cải lương rất nổi tiếng của cố soạn giả Thế Châu, được mang tên Bên Cầu Dệt Lụa. Xin mời quý vị thưởng thức.
Dạ kính chào tiểu thư. Công tử, công tử còn giận. Làm sao tôi dám giận? Tiểu thư ơi, làm sao tôi dám giận? Trước tấm chân tình bà tiểu thư đã dành trọn cho kẻ đã xa cơ. Đã trải thân lưu là không chờ trong cuộc đời giá tháng bà kể dính dục. Tôi chỉ còn có tiểu thơ là bộ khách kia. Cứ sự dối tóc chân trần xoa dịu niềm đắng cay. Là kẻ đắng cay đến tôi đành giờ mới trả xong. Em không dám học đòi dưới trang nghĩa phụ ngày xưa. Đã cắt tóc bạn lấy tiền, tiền đưa chồng lái kinh nhân thi. Đây mở hành trang trang chứa đường tâm tình. Và số bạc mòn em đã chắc chiêu trong những ngày Quỳnh. Em xin trân trọng trao tay ân cần đưa tiền kẻ đăng trình. No!
cầu cho ấm lúc kiêu sơn. Lòng kỳ dòng chàng ơi xin hài nhớ áo lúa nghèo phải thay bằng áo trắng quên ngay nhận giặc cao tay ta nghẹn ngào muốn khóc công tử rừng rất lửa yêu thương ta nguyện cùng mai thề diện chớ chung tình nàng đã sửa ấm lòng ta lên muôn dặm trường tình tay ôm bao ấm vào ngực mong chưa mặn mà nghe hơi ấm lên vào kẻ tóc chân tơ giữ bài còn tình nàng thì tao đã ngọt thanh sơn tài lắm ngày nào giờ không còn nữa tâm chân tình tao cả của quỳnh ca chịu cớ hà giữ vẻ chưa thành cùng vì chị thân thương là vì chị thân thương rất nhiều.